Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đêm nay sang đến ngày mai, những cơn mưa rào tiếp tục xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong hai ngày tiếp theo thì mưa có xu hướng giảm bớt, còn ở diện rải rác. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì thời tiết có mưa vài nơi trong đêm nay và ngày mai. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ổn định trong khoảng là từ 23 cho đến 30 độ. Sang đến ngày 8 tháng 4, nhiễu động gió đông di chuyển vào đất liền sẽ làm cho những cơn mưa gia tăng. Những cơn mưa sẽ xuất hiện ở diện rải rác kèm theo dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết chuyển xấu và không thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra. Trong khi đó, ở phía nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên trong những ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên sẽ có mưa dông rải rác, đề phòng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì thời tiết ổn định với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Trong 3 ngày tới, thời tiết vào ban ngày tại khu vực Tây Nguyên vẫn có nắng ráo, với mức nhiệt cao nhất ngày đạt từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ và có nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, hình thế gây nắng nóng đang có cường độ suy yếu, nên nắng nóng sẽ dần thu hẹp cả về diện và cường độ. Cùng với đó, từ ngày 8 tháng 4, do hoạt động của nhiễu động gió đông nên những cơn mưa rào và dông có khả năng xuất hiện về chiều tối, đồng thời nhiệt độ trên toàn khu vực có xu hướng giảm. Trong cơn dông, khả năng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tương tự như khu vực Tây Nguyên, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động trên khu vực cũng làm cho những cơn mưa trái mùa gia tăng tại Nam Bộ. Mưa rào và dông tập trung chủ yếu ở các tỉnh, ven biển và biên giới phía Tây vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn vào ban ngày, từ nay đến ngày 9 tháng 4, nắng nóng cũng thu hẹp về diện và giảm bớt cường độ trên khu vực Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch cũng như các hoạt động ngoài trời khác. Tuy nhiên, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, quý vị vẫn nên hạn chế đi du lịch vào thời điểm này. Thay vào đó, chúng ta có thể tranh thủ khoảng thời gian này để tìm hiểu thêm về các thông tin điểm đến sẽ rất có ích cho các chuyến du lịch sau khi dịch bệnh kết thúc. Thưa quý vị, tại huyện đảo Phú Quốc trong những ngày tới, thời tiết duy trì nắng đẹp, những cơn mưa rào nhẹ chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Bầu không khí trong cả ngày tương đối dễ chịu với nhiệt độ dao động xung quanh ngưỡng từ 26 cho đến 33 độ. Với hình ảnh những bờ cát trắng mịn màng, nước biển xanh trong vắt chạy dọc bờ biển là những hàng dương xanh cao vút. Những ngày đầy nắng thì cát biển trở nên vàng óng ả và mặt nước biển loang loáng ánh bạc, trông như hàng ngàn viên kim cương lấp lánh. Phú Quốc hiển nhiên sở hữu một vẻ đẹp hết sức quyến rũ và thường được gọi với cái tên mỹ miều khác là đảo Ngọc. Không gian nơi đây thì hoang sơ nhưng tĩnh lặng yên bình, tạo nên một cảm giác vô cùng thư thái. Không chỉ có những bãi biển tuyệt đẹp, thiên nhiên nơi đây còn khá phong phú với cảnh rừng, biển, suối, thác và núi đồi hài hòa, tạo nên một bức tranh phong cảnh hết sức sinh động. Trong đó, rừng nguyên sinh của Phú Quốc được xem là lá phổi xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và còn là khu rừng bao gồm tất cả các hệ sinh thái rừng như rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng thứ sinh. Bên cạnh đó, không thiếu các loài động vật quý hiếm cũng đang được bảo tồn tại nơi này. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với phần chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!